Quyển 22, thứ 13, Thành Văn Địa, phần đầu Du Giả Sứ, Xuất Ly Địa thứ 3, 1. Như vậy đã thuyết thú nhập địa, sao gọi xuất ly địa? Bốt Đà Nam nói, hoặc thế gian ly dục, xuất thế gian như vậy, cùng hai tu lương đây gọi là xuất ly địa. Đó là một, do đạo thế gian mà hướng đến ly dục; hai, do đạo xuất thế gian mà hướng đến ly dục; ba, sở hữu tư lương của hai đạo đây, tất cả đây được chung là một, gọi là xuất ly địa. Một, do đạo thế gian mà hướng đến ly dục, như có người đối với hạ dục giới quán là tướng thô, đối với sơ tịnh lự ly sanh hỷ lạc, hoặc định hoặc sanh quán là tướng tĩnh, do kia trụ quán nhiều thời như vậy, bèn ở nơi dục giới mà đắc ly dục, cũng đang chứng nhập sở tịnh lự. Cũng vậy, đối với các tịnh lự địa trên sở tịnh lự, nhiều chỗ thích hợp dần dần thứ lớp, đối với tất cả địa dưới quán là tướng thô, đối với tất cả địa trên quán là tướng tĩnh, do người kia nhiều thời an trụ quán như vậy, cho đến vô sở hữu xứ mà đắc ly dục, cũng năng chứng nhập cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là do đạo thế gian mà hướng đến ly dục, ngoài đây ra chọn không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. 2. Do đạo xuất thế gian mà hướng đến ly dục, như có người thân cận bậc thiện sĩ ở trong thánh pháp đã thành tựu tuệ thông sáng, ở trong thánh pháp đã được điều thận, ở nơi khổ thánh đế như thật biết khổ, ở nơi tập thánh đế như thật biết tập, ở nơi diệt thánh đế như thật biết diệt, ở nơi đạo thánh đế như thật biết đạo, đã thành tựu trí kiến hữu học. Từ đây về sau, lần hồi tu tập thánh đạo với tất cả pha kiến tù sở đoạn khắp trong ba cõi, tự có khả năng lìa hệ buộc, tự chứng đắc giải thoát, bèn năng vượt ra ba cõi. Như vậy gọi là do đạo xuất thế gian mà hướng đến ly dục. 3. Tư lương của hải đạo. Ốt Đà Nam nói, mình người viên mãn, muốn thiện pháp, luật nghi giới, căn ăn biết lượng, tỉnh thức trụ tránh biết vạn lành, văn tư không chướng xả trang nghiêm. Đó là A. tự mình viên mãn, B. người khác viên mãn, C. muốn thiện pháp, D. luật nghi giới, E. luật nghi căn, F. đối với việc ăn uống biết lượng, G. đầu đêm cuối đêm thường xuyên tu tập tỉnh thức du giả, H. an trụ tránh biết, Y. tánh vạn lành, G. nghe tránh pháp, K. tư duy tránh pháp, L. không chướng ngại, M. tu huệ xả, N. Phật trang nghiêm của sa môn. Hệ thải pháp như vậy gọi là tư lương của hai đạo thế gian và xuất thế gian thú hướng ly dục. Nên biết trong đây, A. hoặc tự mình viên mãn, B. hoặc người khác viên mãn, C. hoặc muốn thiện pháp, tướng của ba chủng đây đã biện rõ trong tụ tập chủng tánh của phần liệt duyên. Đề sao gọi là luật nghi giới? Ốt Đà Nam nói, luật nghi giới nên biết, biện ba thiếu mười đủ, sáu dị môn ba tịnh, mười chủng thắng công đức. Luật nghi giới đó là, như có người an trụ đầy đủ giới, nói rộng cho đến thọ học các học xứ. Sao gọi là an trụ giới cụ túc? Ở nơi sở hữu học xứ đã thọ học, thần nghiệp không khuyết phạm, ngữ nghiệp không khuyết phạm, đã không khuyết phạm cũng không xuyên thủng, như vậy gọi là đầy đủ giới. Sao gọi là khéo năng thủ hộ luật nghi biệt giải thoát? Tức là năng thủ hộ luật nghi biệt giải thoát được bảy chúng lãnh thọ. Vì chúng thủ hộ luật nghi đầy sai khác nên hình thành nhiều luật nghi. Nay trong nghĩa đây chỉ nương luật nghi của Bí Xô mà thuyết, khéo năng thủ hộ luật nghi biệt giải thoát. Sao gọi là quỹ tắc viên mãn? Như có người ở nơi đường vai nghi, ở nơi các việc được làm, ở nơi gia hạnh của các phẩm thiện, thành tựu quỹ tắc thuận theo thế gian, không trái vượt thế gian, thuận theo tỷ nại gia, không trái vượt tỷ nại gia. Sao gọi là nơi đường oai nghi, thành tựu quỹ tắc thuận theo thế gian, không trái vượt thế gian, thuận theo tỷ nại gia, không trái vượt tỷ nại gia. Như có người ở nơi việc nên đi, ở nơi như việc đi. Tức ở trong đây như vậy mà đi, do đi như thế nên không bị sự hủy báng chê trách của thế gian, không bị sự của trách của các bậc hiền lương, chánh trí thiện sĩ, những bậc đồng pháp, những bậc trì luật, những bậc học luật. Như ở nơi việc đi thì ở nơi việc đứng, việc ngồi, việc nằm cũng lại như thế. Như vậy gọi là nơi đường hoài nghi, thành tựu quỹ tắc thuận theo thế gian, không trái vượt thế gian, thuận theo tỷ nại gia, không trái vượt tỷ nại gia. Sao gọi là nơi các việc được làm, thành tựu quỹ tắc thuận theo thế gian, không trái vượt thế gian, thuận theo tỷ nại gia, không trái vượt tỷ nại gia. Như có người
như việc được làm hoặc việc y phục hoặc việc đại tiểu tiện hoặc việc dùng nước hoặc việc dùng tăm xỉa răng hoặc việc vào xóm làng khất thực hoặc việc thọ dụng hoặc việc rửa bát hoặc việc sắp xếp hoặc việc rửa chân hoặc việc xếp ngọa cụ, tức ở đây được nói việc y việc bát. Ngoài ra lại có hết thảy các loại việc nên làm như vậy, gọi là các việc được làm. Nhiều chỗ thích hợp đối với việc nên làm, đối với như việc được làm, lúc trong đó như thế là làm. Vì làm như thế nên không bị sự hủy báng chê trách của thế gian, không bị sự của trách của các bậc hiền lương, chánh trí thiện sĩ, những bậc đồng pháp, những bậc trì luật, những bậc học luật. Như vậy gọi là ở nơi các việc được làm thành tựu quỹ tắc thuận theo thế gian, không trái vượt thế gian, thuận theo tỷ nại gia, không trái vượt tỷ nại gia. Sao gọi là nơi gia hạnh các phẩm thiện thành tựu quỹ tắc thuận theo thế gian, không trái vượt thế gian, thuận theo tỷ nại gia, không trái vượt tỷ nại gia? Tức là gia hạnh đối với chủng chủng pháp thuộc phẩm thiện, hoặc đối với chánh pháp thọ trì đọc tụng, hoặc đối với bậc tôn trưởng tu nghiệp hòa kính hầu hạ phụng sự, hoặc đối với người bệnh khởi tâm từ bi ân cần chăm sóc, hoặc đối với gia hạnh tác bạch như pháp trụ tâm từ bi chuyển chuyển gửi dục, hoặc đối với việc thưa hỏi lắng nghe thọ trì chánh pháp tinh cần không biếng nhác, hoặc đối với các bậc có trí độc phạm hạnh tận thân lực mà cung kính hầu hạ, hoặc đối với các thiện pháp của người khác thường tinh cần khen ngợi khích lệ, thường vui vì người tuyên thuyết chánh pháp vào tịnh thất ngồi kiết già buộc niệm tư duy hết thảy việc tu tập vô lượng các thiện pháp khác như vậy để gọi là gia hạnh các phẩm thiện. Người kia ở nơi như vậy thuận theo gia hạnh của phẩm thiện đã tuyên thuyết, nhiều chỗ thích hợp đối với việc nên làm, đối với nhiều việc được làm, tương ở trong đó như vậy mà làm. Do làm như vậy không bị sự chê trách hủy báng của thế gian, không bị sự của trách của các bậc hiền lương, chánh trí thiện sĩ, những bậc đồng pháp, những bậc trì luật, những bậc học luật. Như vậy gọi là ở nơi gia hạnh phẩm thiện thành tựu quỹ tắc thuận theo thế gian, không trái vượt thế gian, thuận theo tỷ nại gia, không trái vượt tỷ nại gia. Nếu ở nơi các hành tướng quỹ tắc sai biệt đã thuyết như vậy, thảy đều đầy đủ nên biết gọi là quỹ tắc viên mãn. Sao gọi là việc đi viên mãn? Có năm chỗ chẳng phải là chỗ nên đi đến của các bí xô. Những gì là năm? Một, nhà truyền lệnh; hai, nhà dâm nữ; ba, nhà bán rượu; bốn, cung vua; năm, nhà yết sĩ na trên trả là. Đối với những chỗ chẳng phải là chỗ nên đến mà Trư Như Lai đã chỉ dạy như vậy, phải năng khéo ra lìa. Đối với những nơi hành xứ không tội khác, phải biết tùy thời mà đi. Như vậy gọi là việc đi viên mãn. Sao gọi là đối với các tội nhỏ vi tế thấy sợ hãi lớn? Ở nơi những học xứ nhỏ chi tiết nhỏ, nếu có trái phạm có thể khiến trở lại thành tịnh, gọi là tội nhỏ vi tế. Ở nơi hủy phạm các học xứ hiện hành gọi là tội. Sau khi đã hủy phạm ít dụng công lực mà được trở lại thành tịnh gọi là nhỏ vi tế. Do nhân duyên đây gọi là tội nhỏ vi tế. Ở trong tội kia thấy sợ hãi lớn là thế nào? Như có người khởi quan sát như vậy, ta chớ do nhân duyên hủy phạm đây không thể khả năng đắc điều chưa đắc, xúc điều chưa xúc, chứng điều chưa chứng. Ta chớ do đây tiến gần đến các đường ác, đi vào các đường ác, để rồi tự mình trách chính mình, hoặc bị đại sư chư thiên có bậc có các bậc có trí đồng phạm hạnh dùng pháp quả trách. Ta chớ do đây khiến danh xưng ác, tiếng ác, tán tụng ác truyền khắp mọi nơi, điều bố gần xa khắp chốn. Đối với nhân hủy phạm trong hiện pháp như vậy, đường lai sẽ dành các quả phi ái, phải nên thấy sợ hãi lớn. Do nhân duyên đây ở nơi sở hữu học xứ nhỏ chi tiết nhỏ, dù gặp nhân duyên khó tồn tại mạng sống cũng không cố phạm, hoặc có lúc hoặc gặp chỗ nếu thất niệm mà trái phạm, sau khi quan sát liền nhanh chóng như pháp phát lộ khiến trở lại thành tịnh. Như vậy gọi là đối với các tội nhỏ vi tế thấy sợ hãi lớn. Sao gọi là thọ học các học xứ? Lúc thọ giới biệt giải thoát, trước tiên phải bạch tứ yết ma thọ giới cụ túc. Từ chỗ thầy chuyển giới, theo vị thầy chuyển giới được nghe ít phần thể tánh của học xứ, lại từ chỗ thân giáo sư quỹ phạm sư được nghe kinh biệt giải thoát còn lại. Tổng lược tuyên thuyết có hơn 250 học xứ đều tự mình phát thệ nguyện sẽ thọ học tất cả ở đây. Lại ở các nơi còn lại, đó là nơi những người luận nói, nơi những người cùng luận bàn, nơi những người thường gặp gỡ lui tới, nơi những bạn bè thân thích tụ hội mà được nghe các học xứ, lại mỗi nửa tháng thường đến nơi tuyển nói kinh biệt giải thoát để nghe lại các học xứ, tất cả tự phát thệ nguyện đều sẽ tu học.
Vì ở nơi tất cả học xứ cần phải học đều thọ học nên gọi là thành tựu luật nghi biệt giải thoát. Từ đây về sau, ở nơi các học xứ nếu đã được khéo léo quyết không trái phạm, giả sử có trái phạm liền như pháp hối trừ, vì trước đã tự phát thệ nguyện thọ trì nên đối với các học xứ chưa được khéo léo, chưa thể thông tỏ hiểu sâu thì cầu học để được khéo léo, để được thông hiểu. Đối với các học xứ thỉnh hỏi từ thân giáo sư hay quỹ pháp sư đã được khéo léo và thông tỏ hiểu sâu thì theo sự giáo huấn đã lãnh thọ mà không thêm không bớt xuyên suốt thọ học. Lại đối với hoặc văn hoặc nghĩa của các học xứ do bậc đáng tôn trọng và ngang với bậc đáng tôn trọng khác tuyên thuyết thì thọ học không điền đảo, như vậy gọi là thọ học các học xứ. Như vậy đã biện rộng luật nghi giới nên biết trong đây lược nghĩa thế nào. Trong đây Đức Thế Tôn hiển thị lược nghĩa giới uẩn có ba chủng tướng: một, tướng không hoại mất; hai, tướng tự tánh; ba, tướng tự tánh công đức. Đây lại có nghĩa gì? Nếu nói rằng an trụ đầy đủ giới, do đây hiển thị tướng không hoại mất của luật nghi giới. Nếu nói rằng khéo hay thủ hộ, biệt giải thoát luật nghi, do đây hiển thị tướng tự tánh của luật nghi giới. Nếu lại nói rằng sở hành quy tắc thải đều viên mãn, do đây hiển thị biệt giải thoát luật nghi, tức là như điều đã thọ quán sát tăng thượng tướng tự tánh công đức của người. Vì sao phải quán như thế? Vì quán thấy người có sở hành quy tắc viên mãn như vậy, khiến người chưa tín được tín, người tín thì được tăng trưởng. Do đây phát sanh tín thanh tịnh, tâm không chán ghét, lời không chê trách hủy báng. Nếu ở nơi giới cụ túc đã thọ đầy mà sở hành quy tắc không đúng, không viên mãn thì không nên quán sát tăng thượng, người kia có công đức thắng lợi. Cho nên trái với tướng sở hành quy tắc thải đều viên mãn đầy thì ắt có lỗi lầm. Nếu lại nói rằng ở trong học xứ đã thọ, đối với tội nhỏ thấy sợ hãi lớn, do đây hiển thị luật nghi biệt giải thoát, tức là như điều đã thọ quán sát tăng thượng tướng tự tánh công đức của chính bản thân. Vì sao phải quán như thế? Tùy thủ được quán sát tăng thượng công đức thắng lợi mà người đã thành tựu do sở hành quy tắc thải đều viên mãn như vậy. Nếu như hủy phạm tịnh giới vì nhân duyên đầy sẽ sanh vào đường ác, hoặc không có khả năng khảm nghiệm đắc chỗ chưa đắc. Nói rộng như trước, nếu ở trong tội nhỏ vì thế kia mà thấy sợ hãi lớn, và đối với học xứ phẩm thượng đã thọ học trước năng chân chánh tu hành thì thân hoại mạng trùng về sau sẽ sanh đường thiện, cũng có khả năng khảm nghiệm đắc điều chưa đắc. Nói rộng như trước, do nhân duyên đầy gọi là luật nghi biệt giải thoát, như điều đã thọ ấy mà quan sát tăng thượng để thành tựu công đức thắng lợi cho chính bản thân. Lại có môn khác, đó là Phật Thế Tôn trong đây được hiển thị ba chủng tánh giới: một, tánh giới thọ trì; hai, tánh giới xuất ly; ba, tánh giới tu tập. Nếu nói rằng an trụ đầy đủ giới, tức đây hiển thị tánh giới thọ trì. Nếu lại nói rằng hay khéo thủ hộ luật nghi biệt giải thoát, tức đây hiển thị tánh giới xuất ly. Vì sao như thế? Bởi vì tịnh giới nhiếp vào biệt giải thoát luật nghi nên biết gọi là tăng thượng giới học, tức nương tăng thượng giới học như vậy tu tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Do vậy năng đắc tất cả khổ tận diệt, rốt ráo xuất ly như vậy lấy tăng thượng giới làm tiền dẫn, làm chỗ y chỉ. Cho nên thuyết luật nghi biệt giải thoát đây gọi là tánh giới xuất ly. Nếu lại nói rằng sở hành quy tắc thải đều viên mãn, ở trong thọ học học xứ đối với tội nhỏ vi tế thấy sợ hãi lớn, tức đây hiển thị tánh giới tu tập. Vì sao như thế? Nếu nương các tướng luật nghi biệt giải thoát đã thuyết như vậy mà tu tập tịnh giới gọi là khéo tu tập, cực khéo tu tập. Như vậy hiện tiền tuyên thuyết một chủng luật nghi giới nên biết sáu chủng giới còn lại cũng vậy. Lại luật nghi giới đây do 10 nhân duyên nên bị khuyết tổn, ngược lại với đây thì có 10 nhân duyên khiến viên mãn. Sao gọi là 10 chủng nhân duyên khiến khuyết tổn? Một, ban đầu ý ác thọ luật nghi giới; hai, trì trệ quá mức; ba, nổi trôi tán loạn quá mức; bốn, nhiếp thuộc phóng dật giải đãi; năm, phát khởi tà nguyện; sáu, nhiếp thuộc quỹ tắc khuyết tổn; bảy, nhiếp thuộc tịnh mạng khuyết tổn; 8, rơi vào hai biên; 9, không thể xuất ly; 10, hoại mất học xứ được thọ. 1. Sao gọi là ban đầu ý ác thọ luật nghi giới? Như có người ban đầu, hoặc bị vừa bức bách, hoặc bị giặc cướp bức bách, hoặc bị chủ nợ bức bách, hoặc do sợ hãi bức bách, do lo âu việc mưu sinh mà cầu xuất gia. Chẳng phải vì tánh xả môn, tánh bà la môn, chẳng vì tự điều phục mình, chẳng vì tự tịch tĩnh mình, chẳng vì tự mình niết bàn mà cầu xuất gia. Như vậy gọi là ban đầu ý ác thọ luật nghi giới. 2. Sao gọi là trì trệ quá mức? Như có người tánh không biết hổ thẹn, gây tạo điều ác thấp hèn,
Đây, kẻ đây có tánh chậm chạp, thực hành một cách chậm chạp đối với các học xứ, như vậy gọi là trì trệ quá mức. Bà sao gọi là nổi trôi tán loạn quá mức? Nếu có người chấp thủ điều ác kiên cố, làm các việc ác phi xứ, đối với các việc ác không được làm, lại buông thả làm theo. Đối với người phát khởi tâm khinh miệt phi xứ hoặc tâm não hại, đối với những điều phi xứ lại sanh khởi tâm hiểu biết mãnh lợi, đây gọi là nổi trôi tán loạn quá mức. Bốn, sao gọi là nhiếp thuộc phóng dật giải đãi? Như có người do đời quá khứ đã hủy phạm điều cấm phạm, có việc hủy phạm như vậy là do thất niệm, đây thuộc lại chẳng thể như pháp trở lại thành tịnh. Như do đời quá khứ thì do đời vị lai, do đời hiện tại nên biết cũng vậy, người kia hủy phạm điều cấm phạm, có việc hủy phạm như vậy là do thất niệm, đây thuộc lại chẳng thể như pháp được trở lại thành tịnh. Lại trước kia ở nơi việc hủy phạm, người kia không mãnh liệt phát khởi vui muốn không phạm, tức là tự dằn mình, ta quyết định phải như như sở hành, như như sở trụ, như vậy hay nơi sở hành, như vậy trụ nơi sở trụ. Đối với việc hủy phạm chọn không được hủy phạm, người kia do nhân duyên tùy theo chỗ việc hành trụ như vậy mà hủy phạm điều cấm phạm. Việc đây xảy ra là do việc làm trước kia cùng đồng hành với chỗ có phóng dật, đồng hành với tiền tế, đồng hành với hậu tế, đồng hành với trung tế, lại tự chấp thủ lấy việc ngủ nghỉ làm vui, lấy việc nằm ngửa làm vui, lấy việc nằm nghiêng làm vui, tánh chẳng tinh cần lại thêm biếng nhác, không đủ sức tinh tấn vượt ra. Đối với các bậc đồng phạm hạnh có trí, chẳng thể thời thời thỉnh hỏi gần gũi hầu hạ phụng sự, đây gọi là nhiếp thuộc phóng dật giải đãi. Năm, sao gọi là phát khởi tà nguyện? Như có người chỉ nương tà nguyện mà tu hành phạm hạnh, tự nói rằng ta thực hành hoặc giới hoặc cấm, hoặc thường tinh tấn hoặc tu phạm hạnh như vậy sẽ được sanh cõi trời hay một cõi trời nào khác, hoặc lại vui thích lợi dưỡng cung kính mà tu hành phạm hạnh, tức nhân việc đây đòi hỏi người khác cung kính lợi dưỡng, lại ở nơi lợi dưỡng cung kính đây sanh sầu nhiễm trước, như vậy gọi là phát khởi tà nguyện. Sáu, sao gọi là nhiếp thuộc quỹ tắc huyết tổn? Như có người hoặc ở nơi đường oai nghi, hoặc ở nơi công việc được làm, hoặc ở nơi gia hạnh các phẩm thiện, sở hữu quỹ tắc không thuận theo thế gian, trái vượt thế gian, không thuận tỷ nại gia, trái vượt tỷ nại gia, như trước đã nói rõ, đây gọi là nhiếp thuộc quỹ tắc huyết tổn. Bảy, sao gọi là nhiếp thuộc tịnh mạng huyết tổn? Như có người là tánh nhiều ham muốn, không biết tri túc, khó cấp dưỡng cho được đầy đủ, không dùng chánh pháp, thường dùng phương tiện phi pháp để truy cầu y phục, thức ăn uống, ngoạn cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng tiền của khác. Lại vì nhân duyên tham cầu trùng trùng y phục, thức ăn uống, ngoạn cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng tiền của khác, phương tiện khoe khoang hiển bày bản thân mình có công đức thù thắng, dối trá tạo lập tích tập oai nghi khác thường. Vì dối gạt người nên thường dối hiện các căn không trạo cử, các căn không lay động, các căn tịch tĩnh. Do đây khiến người thấy đức kỳ đặc nên cấp thí, ủng hộ nhiều việc khác như cung cấp phụng sự các vật y phục, thức ăn uống, ngoạn cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng tiền của khác. Lại kẻ kia nhiều hùng bạo, mạnh miệng, dối trá, kiêu căng, tô điểm tiếng thơm, y cậy vào dòng họ, vì lợi dưỡng mà cầu đa văn hay nhậm trì pháp, lại cũng vì người tuyên thuyết chánh pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do đệ tử Phật thuyết, hoặc tự tuyên nói mình có thật đức, hoặc ít phần thêm lên, hoặc đối trước người phương tiện hiện tướng, tất cả chỉ vì cầu y phục, hoặc vì cầu một trong số vật dụng của sa môn, hoặc vì cầu nhiều vật dụng của sa môn, hoặc vì cầu vật tốt đẹp tinh xảo, tuy không thiếu thốn mà hiện mặc áo quần rách xấu, vì muốn khiến trưởng giả cư sĩ tịnh tín biết được sự thiếu thốn của mình mà ân cần phụng sự cấp thí nhiều thứ y phục tốt đẹp như cầu y phục, thì cầu một trong số vật dụng khác của sa môn cũng vậy. Lại đến nhà trưởng giả cư sĩ Bà La Môn tịnh tín, đối với những vật bản thân thích muốn mà cầu chẳng được đúng ý, hoặc gặp lúc thiếu chủ bị túng thiếu tài vật nên cầu không được, bèn cưỡng ép nghiền ngẫm lời thô xấu để yêu cầu đòi hỏi, hoặc thiếu chủ kia không thiếu thốn tài vật nên kẻ kia tuy có được nhưng xấu kém, liền hiện tiền đối trước thí chủ hỉ chê quăng bỏ tài vật đã được, nói lời như sau: chào ôi thiện nam tử này, thiện nữ nhân kia, dòng họ của các ông bà ấy rất hạ liệt, tài sản rất nghèo thiếu,
mà lại hay huệ thí nhiều vật dụng tốt đẹp vui lòng thích ý như vậy như vậy. Này các ông bà mong muốn có được tài sản dòng tộc sung túc đầy đủ, cớ sao lại thứ thí các thứ tiền của vật dụng xấu kém không đẹp ý như kia. Kẻ kia biểu hiện chủng chủng tướng trạng, hoặc nương dối trá, hoặc tà vọng ngữ, hoặc giả hiện tướng, hoặc khổ bức để cầu, hoặc lấy lợi cầu lợi phi pháp, mong cầu từ người các thứ y phục, thức ăn uống, ngoại cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng tiền của khác, phổ dụng như chánh pháp mà cầu, và phi pháp như thế nên gọi là tà mạng, như vậy gọi là nhiếp thuộc tịnh mạng khuyết tổn. Tám, sao gọi là rơi vào hai biên, như có người mê đắm biên hành thọ dụng dục lạc, hoặc như pháp hoặc phi pháp để được từ người các thứ y phục, thức ăn uống, ngoại cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng tiền của khác, yêu thích ngắm nghía thọ dụng, chẳng thấy lỗi lầm hoạ hoạn, không biết tỉa bỏ, đây gọi là biên thứ nhất. Lại có một loại thích cầu biên hành thọ dụng tự hành khổ mình, dùng vô lượng môn tự thúc ép cơ thể thọ cực khổ sở, hoặc nằm trên gai đâm, hoặc lăn trong tro bụi, hoặc nằm trên trái gỗ, hoặc nằm trên tấm ván, hoặc đứng như chồn cáo, hoặc ngồi như chồn cáo mà tu đạn du giả, hoặc lại thở lửa, đó là ba cách thức thở lửa, hoặc lại ở trên nước, đó là ba cách thức ở trên nước, hoặc đứng một chân xoay chuyển theo hướng mặt trời, hoặc có các cách thức tự hành khổ khác. Hết thảy kiểu tu tự hành khổ như thế là biên thứ hai, như vậy gọi là rơi vào hai biên. Chính do gọi là không thể xuất ly, như có người hoặc giới hoặc cấm do giữ lấy kiến chấp tự nghĩ, tà nhân hoặc giới hoặc cấm đầy sẽ đắc thành tịnh giải thoát xuất ly. Tất cả ngoại đạo sở hữu cấm giới, tùy khéo phòng hộ, tùy khéo thành tịnh, nhưng thành tịnh đây chẳng gọi là xuất ly, như vậy gọi là không thể xuất ly. 10. Sao gọi là hoại mất học xứ được thọ? Như có người không biết hổ thẹn, chẳng quan tâm đến việc của sa môn, vi phạm tịnh giới, tập theo pháp ác, trong lòng hư hoại mục nát, ngoài hiện tướng chân thật như nước sạch mà sanh ra ốc sên, như tiếng tiếng như ốc, hạnh như chó. Thật chẳng phải sa môn mà tự xưng sa môn, chẳng phải phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh, như vậy gọi là hoại mất học xứ được thọ. Lược do 10 chủng nhân duyên như vậy gọi là giới khuyết tổn. Thế Tôn hoặc có lúc thuyết giới khuyết tổn, hoặc có lúc thuyết giới khó khăn, phải biết đều ở trong các nhân duyên trên, nói lược do hai nhân duyên, đó là không thể ra khỏi xa lìa và hoại mất học xứ được thọ. Nếu do nhân duyên khác phải biết, chỉ gọi là giới khuyết tổn. Như những gì đã ăn lập đây là nhân duyên phẩm hắc, trái lại là nhân duyên phẩm bạch, được gọi là giới viên mãn, giới thành tịnh. Lại có chỗ Thế Tôn tuyên thuyết giới gọi là căn bản, như trong Giả Tha thuyết: nếu kéo trụ căn bản, nơi tâm liền tịch tĩnh, nhân thánh kiến ác kiến, tương ưng không tương ưng. Có chỗ Thế Tôn tuyên thuyết giới gọi là vật trang nghiêm, như trong Giả Tha thuyết: bí xô bí xô ni, giới trang nghiêm viên mãn, nơi bất thiện năng xả, nơi thiện năng tu tập. Có chỗ Thế Tôn tuyên thuyết giới gọi là hương xoa, như trong Giả Tha thuyết: bí xô ni, giới hương xoa viên mãn, nơi bất thiện năng xả, nơi thiện năng tu tập. Có chỗ Thế Tôn tuyên thuyết giới gọi là hương huân, như trong Giả Tha thuyết: a nan, có loại hương khéo năng thuận gió huân, cũng năng nghịch gió huân, thuận nghịch cũng vậy huân. Có chỗ Thế Tôn tuyên thuyết giới gọi là diệu hành, như trong Giả Tha thuyết: thần diệu hành năng cảm các dị thổ khả ái ở hiện pháp đương lai, ngữ diệu hành cũng vậy. Có chỗ Thế Tôn tuyên thuyết giới gọi là luật nghi, như trong Giả Tha thuyết: có các huệ thí chủ trụ đủ luật nghi giới, có a cấp ma kiến và có quả chánh kiến, lại thuyết an trụ đầy đủ giới, khéo năng thủ hộ luật nghi biệt giải thoát như trước nói rộng. Hỏi: duyên gì Thế Tôn nói giới gọi là căn bản? Đáp: về nghĩa năng kiến lập, về nghĩa năng giữ gìn, đây là nghĩa căn bản. Do giới đầy kiến lập giữ gìn tất cả thế gian và suốt thế gian, năng dẫn không tội, khiến sanh khởi, khiến chứng được công đức an lạc tối thắng bậc nhất. Thí như đại địa là nơi kiến lập giữ gìn tất cả cỏ cây thảo dược rừng rậm, khiến chúng sống còn, khiến chúng sinh trưởng vậy. Như vậy giới nói rộng như trước. Hỏi: do duyên gì Thế Tôn nói giới gọi là vật trang nghiêm?
đáp các vật trang sức thủ diệu ở thế gian như bông tai, nhẫn, vòng đeo tay, vòng xuyến cho đến bảo ấn vàng bạc trang sức trên đầu. Nếu có người đang độ tuổi ấu niên tóc đen, tuổi thiếu niên cường tráng sung mãn có hình dáng mỹ diệu mà lại được trang điểm bằng các thứ trang sức thế gian thì càng tăng thêm phần kiều diễm cho thân. Nếu dùng để trang sức cho người già suy yếu dòng sụn tóc bạc tuổi quá 80, 90 thì không thể thêm phần diệu hảo cho thân, chỉ trừ những kẻ đóng tuồng khiến người vui. Cũng chẳng thể dùng để trang sức cho người mắc phải bệnh khổ, thiếu thốn tiền của, mất người thân để làm cho tướng diệu hảo hơn. Nhưng lấy giới làm vật trang nghiêm thì ở tất cả loài, tất cả thời, nếu có người dùng đây làm đồ trang sức đều khiến tướng trở nên diệu hảo, cho nên nói giới gọi là vật trang nghiêm. Hỏi: duyên gì Thế Tôn nói giới gọi là hương xoa? Đáp: do lãnh thọ sự thành tịnh vô tội diệu thiện của giới đây, năng tránh khiển trừ tất cả giới ác đã thọ. Giới ác đây là nhân sanh nhiệt não thần tâm, thế như lúc nóng được cực độ, dùng hương trên đàn hoặc lòng não xoa thân thì tất cả nóng bức được tiêu trừ, cho nên giới gọi là hương xoa. Hỏi: duyên gì Thế Tôn nói giới gọi là hương huân? Đáp: có Bồ Đạo Giả La Sĩ Phù thọ giới cụ túc, tiếng khen diệu thiện trải khắp muôn phương, tiếng cả tụng được nghe khắp nơi, thế như trùng trùng hương thơm của gốc thần cây theo gió lan tỏa khắp nơi, hương thơm ngào ngạt thích ý tỏa khắp gần xa, cho nên nói giới gọi là hương huân. Hỏi: duyên gì Thế Tôn nói giới gọi là diệu hành? Đáp: do thiện hạnh thanh tịnh của giới đây, năng hướng đến an lạc vi diệu, hướng đến cõi trời vi diệu, hướng đến an ẩn vi diệu, cho nên nói giới gọi là diệu hành. Hỏi: duyên gì Thế Tôn nói giới gọi là luật nghi? Đáp: do thiện pháp thanh tịnh của giới đây là tánh phòng hộ, là tướng tận trừ, là thể xa lìa, cho nên nói giới gọi là luật nghi. Lại giới luật nghi có ba tướng nhân quán thành tịnh. Những gì là ba? Một, quán thần nghiệp. Hai, quán ngữ nghiệp. Ba, quán ý nghiệp. Sao phải quán sát các nghiệp như vậy thì luật nghi giới đều được thanh tịnh? Đó là khi hành chuyển thân nghiệp, mong muốn sẽ tạo, mong muốn đang tạo, quán sát như vậy. Thân nghiệp của ta đây là hay tổn mình cũng lại tổn người, là tánh bất thiện, năng sanh các khổ, chiêu cảm quả dị thuộc khổ. Hoặc thân nghiệp của ta đây là không tổn mình cũng không tổn người, là tánh thiện, năng sanh các niềm vui, chiêu cảm quả dị thuộc vui. Quán như vậy rồi, hoặc tự rõ biết thần nghiệp của ta đây là hay tổn mình cũng lại tổn người, là tánh bất thiện, năng sanh các khổ, chiêu cảm quả dị thuộc khổ. Bèn ở nơi nghiệp đây, thù nhiếp thúc liễm, cũng không tạo tác, cũng không trợ giúp cho nó được thuận tiện. Hoặc tự rõ biết thần nghiệp của ta đây không tổn mình, không tổn người, là tánh thiện, còn lại như trước đã nói. Bèn ở nơi nghiệp đây không cần thu nhiếp thúc liễm, lại năng khiến tạo tác hỗ trợ cho nó được thuận tiện. Lại đối với thần nghiệp đã tạo ở quá khứ cũng luôn quan sát. Thần nghiệp của ta đây là năng tổn mình, còn lại như trước đã nói. Quan sát như vậy rồi hoặc tự biết rõ thần nghiệp của ta đây tổn mình, tổn người, còn lại như trước đã nói. Bèn ở chỗ bậc đồng phạm hạnh có trí như thật phát đồ, như phát khối trừ. Hoặc tự rõ biết thân nghiệp của ta đây chẳng tổn mình người, còn lại như trước đã nói, liền sanh hoan hỷ, đêm ngày an trụ, nhiều chuyển chuyển tu học. Như vậy người kia đối với sự tạo tác của thân nghiệp quá khứ vị lai hiện tại, năng khéo quán sát, năng khéo thành tịnh. Đối với thần nghiệp thì đối với ngữ nghiệp, như đối với thần nghiệp thì đối với ngữ nghiệp, nên biết cũng vậy. Do hành quá khứ làm duyên sanh ý, do hành vị lai làm duyên sanh ý, do hành hiện tại làm duyên sanh ý. Tức ở nơi ý đây luôn luôn quan sát, ý nghiệp của ta đây là năng tổn mình, còn lại như trước đã nói. Quán như vậy rồi hoặc tự rõ biết ý nghiệp của ta đây là phẩm hắc, bèn ở nơi nghiệp đây thù nhiếp thúc liễm cũng không cho sánh khởi, cũng không giúp đỡ cho nó được thuận tiện. Hoặc tự rõ biết ý nghiệp của ta đây thuộc phẩm bạch, bèn ở nơi nghiệp đây chẳng thù nhiếp thúc liễm, trái lại phát khởi cũng giúp đỡ cho nó được thuận tiện. Như vậy người kia đối với chỗ phát khởi ý nghiệp ở quá khứ vị lai hiện tại, năng khéo quan sát, năng khéo thành tịnh. Vì sao như thế? Bởi Sa môn Bà la môn sở hữu ba chủ nghiệp thân ngữ ý ở đời quá khứ vị lai hiện tại,
hoặc đã quán sát, hoặc sẽ quán sát, hoặc đang quán sát, hoặc đã thành tịnh, hoặc sẽ thành tịnh, hoặc đang thành tịnh, hoặc đã trụ nhiều, hoặc sẽ trụ nhiều, hoặc đang trụ nhiều. Tất cả đều do quán sát như thế, thành tịnh như thế. Như Phật Thế Tôn từng vì trưởng lão là hỗ là mà dạy. Này ông là hỗ là, nơi thần ngữ ý nghiệp phải luôn tránh quán sát, chớ nhớ trừ Phật Thánh dạy. Là hỗ là ông nền, học nghiệp sa môn này, nếu năng như đây học, chỉ thắng thiện không ác. Hoặc ở nơi thần ngữ ý nghiệp tránh tư duy quán rất sâu xa như vậy. Các nghiệp của ta đây là năng tổn mình. Nói rộng như trên, quán rất như thế, hoặc ở một phần, thủ nhiếp thúc liễm cũng không tạo tác, cũng không giúp đỡ cho nó được thuận tiện, nói rộng cho đến phát lộ hối trừ. Hoặc ở một phần không thủ nhiếp thúc liễm, ngược lại tạo tác cùng với giúp đỡ cho nó được thuận tiện, nói rộng cho đến tiền sanh hoàn hỷ, đêm ngày an trụ, nhiều truyền truyền tu học gọi là thành tịnh. Luật nghi giới hết thành tịnh như vậy, nên biết có 10 công đức thắng lợi. Những gì là 10? Một, có Bồ Đạo Giả La Sĩ Phu thọ giới cổ túc, quán sát tự thấy mình giới được thành tịnh nên được không hối hận. Vì không hối hận nên phát sanh vui, vì phát sanh vui nên phát sanh hỷ, vì tâm hỷ nên thân được khinh an, vì thân khinh an nên lãnh thọ lạc thủ thắng, vì lạc nên tâm định, vì tâm định nên năng như thật biết, năng như thật thấy, vì như thật thấy biết nên năng sanh khởi nhàm chán, vì năng sanh khởi nhàm chán nên được lìa nhiễm, vì lìa nhiễm nên chứng đắc giải thoát, vì được giải thoát nên tự thấy biết ta đã giải thoát, cho đến ta năng đối với vô dư ý niết bàn sẽ bát niết bàn. Như vậy là Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc. Vì lực thành tịnh của giới tăng thượng nên thành tựu không hối hận, dần dần thứ lớp cho đến năng đến niết bàn. Đây gọi là công đức thắng lợi thứ nhất của luật nghi giới. Hai, có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, và lúc lâm chung khởi niệm như vậy, thần ngữ ý của ta đã hành thiện, thần ngữ ý của ta chẳng phải hành ác, cho đến nói rộng. Nếu có chỗ nên đến, thì những chỗ ấy là nơi của người tạo phước nghiệp, của người tạo thiện nghiệp, của người năng cứu giúp khỏi các việc sợ hãi. Đối với những chốn ấy ta nhất định sanh về. Do Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu tâm không hối hận, gọi là chết một cách tốt lành, chết yểu một cách tốt lành, qua đời một cách tốt lành. Đây gọi là công đức thắng lợi thứ hai của luật nghi giới. Ba, có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, tiếng khen ngợi hiển thiện tốt đẹp trải khắp muôn phương, tiếng ca tụng được nghe khắp, đây gọi công đức thắng lợi thứ ba của luật nghi giới. 4. Có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, khi ngủ an ổn, khi thức an ổn, thân tâm xả lìa tất cả nhiệt não, đây gọi là công đức thắng lợi thứ tư của luật nghi giới. 5. Có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, hoặc thức hoặc ngủ đều được chư thiên bảo hộ, đây gọi là công đức thắng lợi thứ năm của luật nghi giới. 6. Có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, đối với trước các việc hung bạo của người khác, tâm không lo lắng, cũng không có các điều sợ hãi, xa lìa tâm kinh hãi lo sợ, đây gọi là công đức thắng lợi thứ sáu của luật nghi giới. 7. Có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, đối với người ham ưa sát giết, những người oán thù bạn ác, tuy có sự oán giận cũng thường bảo hộ, hoặc làm bạn lành, hoặc có tâm đối xử bình thường, vì biết đây là Bồ Đạc Giả La thọ đầy đủ giới, đây gọi là công đức thắng lợi thứ bảy của luật nghi giới. 8. Có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, đối với tất cả các loại phi nhân như vọng lượng, dược xoa, thần giữ nhà, tuy được dịp thuận tiện, tuy có sự oán giận cũng thường thủ hộ, đây do lực tăng thượng của đầy đủ giới, đây gọi là công đức thắng lợi thứ 8 của luật nghi giới. 9. Có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, nhân nương giới lực tăng thượng nên từ người thu được các thứ lợi dưỡng như y phục, thức ăn uống, ngoại cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng khác không khó khăn, cũng được quốc vương đại thần thứ dân các trưởng giả nhiều tài bảo các thương chủ cung kính tôn trọng, đây gọi là công đức thắng lợi thứ 9 của luật nghi giới. 10. Có Bồ Đạc Giả La Sĩ Phu thọ giới cụ túc khác, tất cả sở nguyện đều được tọa ý, nếu vui muốn nguyện sanh cõi dục sẽ sanh, hoặc vào gia tộc lớn nhà sát tế lợi, hoặc vào gia tộc lớn nhà bà la môn, hoặc vào gia tộc lớn nhà cư sĩ, hoặc vào gia tộc lớn nhà trưởng giả, vào sanh trong chúng đồng phận của cõi trời tứ đại thiên vương, hoặc cõi trời tam thập tam, hoặc cõi trời dạng ma, hoặc cõi trời đồ sử đa, hoặc cõi trời tha hóa lạc, hoặc cõi trời tha hóa tự tại.
Do tịnh giới nên được tùy theo sở nguyện như ý vãng sanh. Hoặc vui nguyện nhập các tịnh lự, hiện pháp lạc trú, hoặc trụ vãng sanh, hoặc trụ hoặc sanh đồng phận trong chúng của cõi trời hữu sắc. Do tịnh giới nên được ly dục, sở nguyện đều được tại ý. Hoặc vui nguyện thắng giải tịch tĩnh, vượt qua xác định, nhập vô xác định, đầy đủ an trụ, hoặc sẽ được vãng sanh đồng phận với chúng chư thiên của cõi trời vô sắc còn lại như trước đã nói. Hoặc lại vui nguyện sẽ chứng niết bàn tối cực cứu cánh, do tịnh giới nên chứng tất cả ly dục rốt ráo. Đây gọi là công đức thắng lợi thứ 10 của luật nghi giới. Như vậy đã biện biệt rộng về giới uẩn, đó là giới uẩn khuyết tổn, giới uẩn viên mãn, giới uẩn môn khác, giới uẩn quán sát và thanh tịnh, sở hữu công đức thắng lợi của giới uẩn. Trong đây tuyên thuyết khai thị rõ ràng tất cả chủng tướng luật nghi giới, nhiếp thuộc tương đương tối cực viên mãn. Nếu có các thiện nam tử tự mình vui thích tánh sa môn, tánh bà la môn, nên siêng năng tu học.